Thúy Nga bị cư dân mạng đòi lập group anti vì chê vợ cũ Hoàng Anh. Cuối năm 2020, việc diễn viên Hoàng Anh ly hôn với vợ Quỳnh Như khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Thế nhưng sóng gió không ngừng tới khi chính Quỳnh Như tố chồng phụ bạc, không ngó ngàng đến hai mẹ con, thậm chí còn bỏ nhà đi theo người khác dù vợ đã cố gắng níu kéo. Hoàng Anh cũng lên mạng tố ngược lại vợ kiểm soát, ngăn cản anh trở lại làm nghề. Đôi bên lời qua tiếng lại, liên tục tố xấu nhau trên mạng xã hội khiến nhiều đồng nghiệp phải vào can ngăn. Thậm chí một số bạn bè của đôi bên cũng bị lôi vào cuộc khẩu chiến này. Cho tới thời điểm hiện tại là tháng 3 năm 2021, Quỳnh Như vẫn liên tục đăng status, livestream tố xấu chồng và để cả bạn bè lên tiếng nói chồng cũ. Bên cạnh những người ủng hộ, chia sẻ với Quỳnh Như thì có nhiều người tỏ ra mệt mỏi bởi hành động này, trong đó có Thúy Nga. Trên mạng xã hội, Thúy Nga bất ngờ đăng tải một status về chuyện này. Cô thẳng thắn chê trách hành động của Quỳnh Như là dại dột và tăng Facebook vợ cũ Hoàng Anh vào. Nữ danh hài thậm chí còn nói Quỳnh Như trông giữ không được, con nuôi không xong, Facebook như cái bãi rác toàn những ngôn từ vô văn hóa, dơ bẩn và tục tĩu. Họ cho em được bao nhiêu tiền rồi, nhiều không em mà bây giờ họ bán rẻ danh dự em quá em gái. Rồi tất cả những người hiện diện họ sẽ quay lưng hết, còn thành phần ảo trên mạng sẽ theo em hoặc kích động cho em tào lao tiếp. Em quá vô minh khi cứ nghĩ họ đang giúp em, thời gian và cuộc đời sẽ dạy cho em biết em nhé, em dại quá Như ơi. Tuy nhiên, sau đó vài giờ, Thúy Nga bất ngờ xóa status này và đăng một dòng trạng thái khác, khẳng định bản thân không hèn mà chỉ vì vội vã quá. Cô cũng hứa hẹn trong tuần sẽ livestream phân tích rõ chuyện này để mọi người hiểu. Thúy Nga viết, mình không ngại lấy cái ngu của mình chỉ cho họ biết để họ đừng có vấp mà cuối cùng họ vẫn dại, buồn không? Một ngày kể từ khi Thúy Nga lên tiếng, phía Quỳnh Như cũng có động thái phản hồi. Trên trang cá nhân, bạn thân Quỳnh Như viết tâm thư dài đáp trả những lời lẽ của nữ danh hài. Người này cho rằng, nếu có ý tốt Thúy Nga nên trực tiếp gọi điện, nhắn tin riêng tư hoặc đến nhà trò chuyện với Quỳnh Như, chứ không phải viết lên Facebook rồi tăng thêm vài người vào. Bạn thân Quỳnh Như khẳng định việc làm của Thúy Nga có mục đích và phía bà mẹ một con đủ thông minh để nhìn ra điều đó. Người bạn cho rằng hành động này của Thúy Nga không khác nào công khai sát thêm muối lên vết thương của Quỳnh Như, cũng như vết thương cũ của chính Thúy Nga cách đây vài năm. Chị cũng từng có chồng, cũng từng ồn ào ly hôn, nên chị hãy dạy em cách làm sao giữ chồng. Em có nên học từ chị điều này không? Chị có bao giờ nhớ lại thời chị viết nhật ký ly hôn không? Nếu chị có quên, cứ lên mạng gỡ là ra hết. Một thời đã xa, phía Quỳnh Như gay gắt. Đồng thời, người này khẳng định chưa từng nhận một đồng nào từ Quỳnh Như và cũng không quay lưng với bạn mình như những gì Thúy Nga nhắc tới. Phía Quỳnh Như cũng hy vọng một ngày nào đó Thúy Nga có đủ tư cách để định nghĩa về cụm từ tình nghĩa chị em và làm sao để giữ chồng vào một mái ấm gia đình. Việc lên tiếng về cuộc ly hôn ồn ào của Hoàng Anh và Quỳnh Như đã khiến Thúy Nga bị cộng đồng mạng chỉ trích thậm tệ. Status thứ hai này đã thu hút hơn 1.300 bình luận, nhưng chủ yếu là chửi bới Thúy Nga với những từ ngữ tục tĩu, thô lỗ. Lúc đầu Thúy Nga còn lên tiếng giải thích dưới comment của khán giả, còn thương thì mới góp ý, hết thì không muốn nói đâu. Tuy nhiên, vì lượng người vào chê chị quá nhiều nên danh hài chọn cách im lặng. Một số người thậm chí còn đả kích chị ế sâu, hết thời, sân si nên mới làm như vậy. Một số còn đòi tẩy chay, lập group anti Thúy Nga và lấy chính chuyện đời tư của chị ra để nói chị. Một số người bình luận, giờ còn đòi livestream chắc chị Thúy Nga bên đó dịch bệnh rảnh quá, không có làm gì, làm vậy để tăng thêm lượt theo dõi cho mình, ế xô quá rồi, nghệ sĩ gì mà sân si quá, thất vọng cho giới showbiz, có group anti Thúy Nga và đám bạn thân nhau lắm cắn nhau đau chưa, cho em xin một vé vào, chị có giữ nổi chồng đâu mà dạy người ta, nếu tốt thì chị đã chia sẻ riêng chứ không đăng đàn đốt nhà họ thêm cháy vậy, là một số bình luận chê trách Thúy Nga. Bên cạnh các bình luận ác ý, cũng có một số người khuyên chị không nên dính vào ồn ào, một số người cũng thanh minh cho hành động này của Thúy Nga, rằng chị đã lấy chính kinh nghiệm cuộc đời chị để Quỳnh Như không đi vào vết xe đổ.